Chào mừng các bạn đến với video của mình. Nhân một ngày mưa gió thì mình đã nghĩ đến ngay món cá khô diêm tỏi ớt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn các nguyên liệu và cách chế biến của món này. Mình đã chuẩn bị 100g cá khô loại cá nhỏ. Cá này thì mình không cần phải làm đầu nữa các bạn ạ, nhỏ. Và khi mua thì các bạn chú ý nhé, cá nhỏ, trắng, trong thì mới là cá mới, ngon. Đấy. Như các bạn đã thấy, cá này rất là trong. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị tỏi, ớt và các gia vị đi kèm, đặc biệt là phải có tương ớt. Bây giờ thì mình sẽ sơ chế các cái nguyên liệu. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị tỏi. Tỏi này mình sẽ tách vỏ và băm nhuyễn. Ớt cũng vậy, mình sẽ tách vỏ và băm nhuyễn. Sau đó mình sẽ phi giòn lên. Phần ớt và phần tỏi xong, khi mình đã băm xong ấy, thì mình sẽ phi qua dầu. Phi dầu. Sau đó, sau khi làm cá xong thì mình sẽ trộn vào cá. Chứ mình không phi chung, không làm chung với cá. Tiếp theo mình sẽ tiến hành phi tỏi. Đảo nhanh tay, cho lửa to đảo nhanh tay. Phần nước sốt thì mình sẽ pha chút nước mắm. Mì chính. Đường. Quay cảnh ngắt tóc cho được dài này. Phần cá mình sẽ rang. Rang qua cho nó hơi giòn một chút. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
mình sẽ đảo đều cho cá nó có vì nó giòn ấy. Sau khi cá giòn thì mình sẽ cho nước sốt vào đảo đều. Cái này là mình đã thấy nó giòn, cá nó giòn rồi đấy. Mình sẽ cho nước sốt vào. Cái cá này này mình thử đó, mình thấy là nó đã có một cái vị mặn rồi, mặn nhẹ nhẹ rồi, cho nên là mình sẽ không bỏ quá nhiều vị mặn, mình sẽ cho vị ngọt. Mình đã đảo cá giòn rồi đấy, cái này nó giòn rồi, đạt rồi. Rồi mình sẽ pha nước sốt lên trộn đều. Các bạn khi pha nước sốt thì chú ý là chúng ta sẽ không bỏ quá mặn, chỉ cần một chút nước mắm thôi. Còn là mình bỏ đường và nước ngã và nước sôi nguội. Nếu mà các bạn mà pha cái nước sốt này mặn ấy thì vào cá nó sẽ mặn vì cá đã có vị, nó đã có vị rồi ấy. Mình sẽ dưới này. Cái món này mà ai ăn được cay ấy, thì bỏ nhiều cái cay vào, nhìn màu sẽ rất là hấp dẫn. Mình có cái cay băm vào nhìn nó sẽ rất là đẹp. Mình chỉ ăn ít cay cho nên là mình không bỏ nhiều. Mình làm món này từ bé nên mình rất là thích ăn thịt cơm ấy. Giờ mình sẽ đảo đều xay, tắt lửa vì nó rất là nhanh cháy. Hôm nay là được rồi các bạn, mình đã bỏ thêm một chút màu điều vào cho cái màu cá nó đẹp. Lúc nãy là mình chưa bỏ vì mình sực nhớ là ôi sao cái cá này hôm nay mình làm mà cái màu nó không được đẹp như hôm ấy. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm một chút màu điều vào, cái màu cá nó sẽ lên đẹp hơn. Trộn đều à, sau khi trộn đều cho nó nguội một chút, chúng ta sẽ trộn cái tỏi và ớt vào. Phần cá mình đã cho hơi khô, hơi nguội xay lại rồi, mình sẽ cho tỏi vào, trộn đều. Các bạn chú ý là phần cá khi mà mình diêm xong ấy, thì mình sẽ cho nó xanh lại một chút rồi lại các bạn lại bỏ tỏi vào, bởi vì làm như thế tỏi cũng nó cũng sẽ là giòn, vì là mình ít ăn cay cho nên là cay vào hơi ít chút màu sẽ không được đẹp. Đấy. Phần cay hơi ít một chút.
Mình đã chế biến xong món cá khô diễn tỏi ớt. Nếu các bạn thích món ăn này, hãy vào bếp và chế biến cho những người thân yêu của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.